Hello, xin chào toàn thể anh em nhé. Ngày cuối tuần, chúc tất cả anh em đại gia đình mình luôn luôn sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Đây, chúng ta thả cho cái like nhá. Thank you cả nhà. Rồi, hello cả nhà nhá. Rồi em xin chào tay ga Hợp Nguyễn nha. Ngày mai bắt đầu em ship cóp trả lại cho anh em những toa hàng nha. Ngày mai em sẽ tiếp tục bao ship cho mọi người. À, thì mọi người có thể truy cập vào cái Facebook Tuấn Thần Đạt, em đã ghim cái Zalo ấy mua hàng. Rồi. Hôm nay thì ngày mai và ngày kia ngày mốt chuẩn bị hết cái tháng 8 dương lịch và bây giờ cũng là tháng 8 âm lịch. Thì tiếp tục em sẽ bao ship cho mọi người ở vấn đề là gì? Cái nồi côn ở đây anh em lấy 5 bộ trở lên em bao ship. Không cần phải chuyển khoản. À, mọi người cứ nhận hàng 5 bộ nồi nhân lên 1 bộ bao nhiêu tiền. Mọi người trả tiền qua ship, không cần phải chuyển khoản trước, em bao tiền ship. Ví 1 bộ nồi 200.000, 5 bộ là 1 triệu, mọi người cứ trả cho em 1 triệu tiền ship em lo hết cho mọi người. Đấy, mọi người muốn cần nồi côn của Vết 3 2V 3V em nhận gia công cho mọi người luôn. Đó, cái này là của 2V này, nồi to, rất nặng. Mọi người cứ mua ủng hộ Đình Tuấn 5 bộ nồi, không cần biết tiền ship 100 200 bao nhiêu. Ví dụ 5 bộ nhân 2 gần 1 triệu là 1 triệu thì em sẽ bao ship cho mọi người tận nhà, kể cả máy em muốn bao ship. Ví dụ cái máy này 9 triệu 8 bản S em tặng quà cho mọi người nhận được máy mọi người cứ trả 9 triệu 8. À, tất cả mọi người bữa nay không cần phải chuyển khoản cho em. À, không cần phải chuyển khoản. Mọi người vẫn được bao ship. Trước khi mọi người nhận hàng, mọi người kiểm tra cho em. Có shipper giao hàng tới tận nhà. Kêu em ngồi chờ ăn trong vòng khoảng 1 phút. Hoặc là xé kit bì ra để anh kiểm tra thiết bị máy móc. Hay kiểm tra nồi niêu. Hay kiểm tra tất cả những hàng hóa ok trọn vẹn. Ờ em ơi cái này ok anh trả tiền, có cái này bể em phải lưu ý lại chụp hình, quay camera gửi cho Đình Tuấn để Đình Tuấn có hướng giải quyết với bên công ty giao hàng. Đó là cả mọi người. Còn hư hỏng cái gì Đình Tuấn sẽ chịu, thiếu hụt cái gì thì toa sau mình sẽ trả cho mọi người. Mọi người đồng tình bấm cho em cái shop like ok và chia sẻ. Chia sẻ cho chồng đi vợ ơi. À, cảm ơn mọi người, Đình Tuấn sẽ demo cho mọi người mặn hơn nữa. Và trong khóa học online kế tiếp nó hoàn toàn là miễn phí và free cho anh em. Đó, ok chưa? Mọi người đăng ký ngay để vào cái nhóm và chúng ta sẽ được học. Tất cả anh em mua hàng liên hệ vào Facebook Tuấn Thần Đạt. Tuấn ơi, mình mua hàng bên bạn. Nghe nói chuẩn bị có nhóm học Zalo, cho mình vào nhóm để mình chia sẻ kiến thức FI. Ok ngay. Sẵn sàng. Rồi, ưu tiên cho anh em một cái tháng này tài liệu giảm 30% cho mọi người. Nếu anh em nào mua tài liệu vẫn tham gia nhóm học kiến thức về FI. Và mọi người được vào một cái group đấy để chia sẻ tất cả ban bận, dù khó hay là dù nhẹ. Thì mọi người hãy mua cây livestream như thế này hoặc là cây cao hơn. Mọi người sẽ tăng cái này cao hơn một chút. Đó, thấy chưa? Kéo lên. Mọi người đặt cái điện thoại ở đây tùy theo ngang hay dọc. Mọi người bắt lên cái ghế hoặc là mua cái cao hơn. Mọi người làm một cái clip: anh em ơi phân tích xe này đề dai khó nổ, cho một cái thông số. Thì anh em sẽ giúp các bạn hoặc Đình Tuấn sẽ giúp các bạn trong một cái group chia sẻ FI. Tài liệu hôm nay anh em nào mua giảm 30%. Nồi tất cả mọi người mua 5 bộ ship bao ship cóp trở lên. Được chưa? 2 bộ trở lên thôi. Nói chung 3 bộ đi. Nói chung là từ 3 bộ trở lên tất cả mình bao ship cho mọi người. Bao ship hết cho mọi người. Máy này ví dụ bản S 9 triệu 8 bao ship luôn. Tặng đồ, tặng tài liệu bao ship, cứ trả 9 triệu 8. Không bất kỳ một cái phí nào VAT hay là tiền thu hộ giá trị 9 triệu 8 mình bao hết cho mọi người. Đó, được chưa? Ok. Rồi, những anh em nào ok comment ủng hộ Đình Tuấn, cho Đình Tuấn cái shop like, bấm cái số 1. Cảm ơn anh em. Còn tất
cả anh em nhận hàng cái toa trước khi mình gửi, mình sẽ phóng qua anh em trong Zalo. Ờ, ABC bờ cờ nhân lên trị giá này thiếu món anh em. Tuấn ơi, giống anh Nguyễn Thế Hợp. Tuấn ơi, em thừa vài cái tẩu buji. Em ơi, thừa vài tẩu, vài bi côn mà em lại thiếu cái tụ bơm nhớt, bơm nước. Ok. Rồi. Rồi, tổng cái bộ bơm nước của tất cả đề từ hàng bao cho anh em xài. Được chưa? Giá bán lẻ một tụ 300.000 đố anh em nào mua trên mạng. Mua 3 cái trở lên tiếp tục em bao ship. Mua một cái không có thể là bao ship được. Một cái này có thể là em lời 10-15 ngàn mà tiền ship hết 3-40 ngàn thì em không bao ship được. Mọi người mua 3 cái em kiếm được 50.000, tiền ship hết 25 ngàn em còn kiếm được 25 ngàn. Mua 3 cái em sẽ bao ship giá 300 ngàn một cái tổng bơm. Xé cho mọi người demo luôn. Mọi người chỉ cần tháo vài con ốc này, mọi người úp shop vào là xong. Hàng rất đẹp. Đó, KVKN. Đấy, mọi người thấy không? Hàng này bao mọi người xài, cộng xin này không bao giờ gọi là xì, xì nhớt. Khi mọi người lắc cái cộng xin này vào trong cái đầu bò thì mọi người bôi cho Điền Tuấn một miếng nhớt sạch. Đấy, khi mọi người vào đúng tầm cam, ở đây nó sẽ bắt vào cái bánh cam. Mọi người nhìn thấy, mọi người lắc lắc nhẹ, mọi người ật vào là xong. Tuyệt đối không được dùng lực mạnh để đập ở đây. Mọi người dùng tay lắc nó vào, sát vắt. Lúc này mọi người sẽ quay bu lăng cảm thấy nhẹ, tín tỏ nó lọt khe. Mọi người tiếp tục, lúc này ngàm ra Điền Tuấn 3 con ốc T16 ly, kết thúc. Đấy, và xỏ đường nước vào là xong. Giá 300.000 mua 3 cái bao ship. 3 cái mình kiếm khoảng 5-60 ngàn, tiền ship hết 30, mình kiếm được 30. 3 cái bao ship, 1 cái không được bao ship, tùy theo món hàng. Còn cái nồi này ở trở lên, anh em nào mua 3 bộ mình bao ship. 3 bộ trở lên bao ship, dù nó 5-7 ký hay 10 ký không quan trọng, mình bao ship. Được chưa? Đó, bao ship, bao ship. Tùy theo cái món này, ví dụ mình bán lời được có 20.000 mà mình tiền ship hết 30 ngàn thì mình lỗ 10 ngàn thì không được. Anh em phải mua 3 tụ trở lên giá 300k. Bao anh em hàng lỗi lầm cái gì, mình hoàn toàn trả phí hết cho anh em. 300 ngàn một tụ bơm, bơm nước. Trong tay mình hiện tại đang có 30 bộ đóng gói như thế này, hàng bao cho mọi người xài 300k. Những anh em nào hay làm những dòng xe ga không cần phải đục ra, thay bộ phốt tốn kém. Và đồng thời cái chất nhôm ở đây nó sẽ mỏng đi, và đặc biệt ở cái đường nước. Đấy, nhôm sẽ bị mòn, nó sẽ bị xì, mòn đi, mọi người đóng vào lấy 700-800. Giá 300k một cái, mọi người ủng hộ 3 cái thì Tuấn bao ship lên toa. Thì mọi người truy cập vào ngay cái đường link và Zalo số này luôn. Mua tài liệu tất cả vào cái tháng này được giảm 30%, combo tới 2 bộ. Tất cả full toàn tập ban bận và chân IC, khóa Smoky, ABS nằm hết trong chọn gói trong đấy. Được chưa? Còn anh em nào mua máy tháng này tiếp tục có một cái giá ưu đãi cực kỳ khủng cho anh em. Tùy theo anh em lấy cái gì, Điền Tuấn cũng cho anh em được hết. Máy cỡ nào cũng có. Tài liệu online mọi người yên tâm, Điền Tuấn đáp ứng hết cho mọi người trong nhóm học online. Được chưa? Ok. Rồi, bộ bơm xăng này và đồng thời đo bùng đốt được bảo hành cho anh em trong vòng 2 năm, 24 tháng, giá 680k. Có van xả, đầu hoàng, dây TO. Đấy. Khi mà chúng ta đo áp lực xăng thì lúc này sẽ có thăng thừa trong này, chúng ta sẽ bấm xả, xăng lúc này sẽ chảy xuống đất, đơn giản giống cái xăng thừa của bình xăng con. Đó, ok. Được chưa? Rồi mình sẽ quay lại. Còn tất cả kế tiếp, tất cả cái vụ làm đợi xăng hoàn toàn Tuấn chỉ cho anh em free miễn phí. Tất cả về lĩnh vực làm lợi xăng, bình xăng con, tất cả bình chế hoàng khí mình sẽ tặng anh em trong nhóm, tất cả là miễn phí. Mọi người đồng ý bấm số 1 bình xăng con nếu mọi người mua đồ nghề Điền Tuấn cung cấp. Được không? Mình sẽ cung cấp cho anh em không lấy phí và tiếp tục hướng dẫn cho anh em cắt chọt, phá hủy bình xăng con. Mình sẽ in tài liệu gửi cho các bạn tới tận nhà về cái thông số và hướng dẫn trong một cái đêm nào đó về tất cả bình xăng con thông số, cần làm cái gì vẽ cho mọi người. Tất cả anh em chuẩn bị làm, tất cả chúng ta sẽ làm lợi xăng hoàn toàn không mất tiền phí. Điền Tuấn sẽ lo hết cái vấn đề xăng cho anh em. Do vừa rồi có rất nhiều anh em hỏi, nếu về làm lợi xăng Điền Tuấn phải kiếm, nó phải tầm trên nửa tỷ. Cái thời xăng nó đắt ngày xưa. Thứ nhất là vừa bán công nghệ, thứ hai là vừa làm bình xăng ở đây. Chẳng qua bây giờ bình xăng mình bỏ, bởi vì mình làm qua FI và mình kinh doanh, mình không thích làm lợi xăng.
Đấy. Mình vẫn bỏ tiền ra, mình mua ủng hộ anh em bán công nghệ làm lợi sang, mình có tất cả những công nghệ, nhưng thật sự mình không muốn bung. Và bây giờ thời gian này thấy anh em cứ nhắn tin, anh Tuấn ơi, anh coi nghiên cứu em và cái món làm lợi sang, em ở quê còn bình xăng nhiều em cho, anh cứ dạy em bao nhiêu tiền em trả. Đấy, em mang ơn anh suốt đời. Free luôn, cung cấp cho mọi người cái đồ nghề. Đấy, mẹ đồ chơi trọt chẹt đầy đủ. Còn cái công thức trọt có Đình Tuấn. Đồng ý chia sẻ lên, chia sẻ lên, chuẩn bị vào group làm thần y làm lợi sang hết. Mẹ bố con nào nào cũng trọt được sang hết. Đồng ý vỗ tay. Đình Tuấn có ngày hôm nay luôn luôn cảm ơn anh em. Nhưng Đình Tuấn có được anh em ngày hôm nay, Đình Tuấn cũng không bao giờ mẹ cuộc sống này để anh em thiệt. Riêng về FI, Đình Tuấn không giỏi nhiều, nhưng tất cả nó phải đủ yếu tố. Chiến lược kinh doanh làm lợi sang, làm động cơ, làm nồi, đồng hồ, sửa IC, turbo. Nói chung là nó nằm hết ở trong bộ não. Cái quan trọng mình có làm hay không, khi cuộc sống của mình nó quá nhiều cái vấn đề, nó xoay quanh trong cái đầu. Đồng ý bấm số 1, rất khoái. Chia sẻ cho anh đi mọi ơi. Chia sẻ, chia sẻ. Anh em nào muốn làm lợi sang bấm em hết cả số 1. Đấy, em cung cấp cho mọi người đồ chơi bét yếc đầy đủ. Còn cái vấn đề chọn hoàn toàn miễn phí. Chỉ cần trong một cái nhóm group đấy, anh em làm lợi sang thành công, góp tiền lại mỗi ông 100.000, 50.000, mua tôi bức tranh tặng. Nhóm làm lợi sang của 2022 đấy, kính tặng tay ga Đình Tuấn. Tôi chỉ cần một cái bức ảnh, tôi không cần tiền của anh em. Đừng bao giờ nạp cạc hay là một cái lễ gì gửi tôi cái món quà. Tuyệt đối tôi không nhận vấn đề đó. Tôi cảm ơn tất cả anh em. Anh em để cái tiền đó đi, sau tương lai tôi gặp anh em, tới nhà anh em bao tôi nhậu. Tôi chỉ cần viết một cái bức tranh, anh em làm lợi sang của 2022, kính tặng Đình Tuấn một cái bức tranh, một cái gì nó cảm thấy ok. Đồng ý tôi bấm số 1, mỗi người đồng ý bỏ tôi 50.000 không? 10 người có 500, 50 người sẽ có bao nhiêu tiền? Nhân lên, hoặc là một người 100.000 đi, 10 người sẽ có 1 triệu. Một nhóm học 50 người sẽ có 5 triệu, dư khả năng mua bức tranh. Được chưa? Nhóm học thần y làm lợi sang gì đấy của 2022, kính tặng tay ga Đình Tuấn. Tôi cảm ơn tất cả anh em cái điều đấy. Thế thôi, không cần phải cho tôi cái gì, bức tranh để đấy, để lần sau tôi nhìn vào, người anh em này của tôi. Đồng ý ngày mai liên hệ tôi vào số Zalo 0909 755993 ngay. Chọn làm lợi sang, đảm bảo anh em có xe đấy, phải đỏ bugi, thích đỏ thích trắng tùy anh em căn chỉnh. Được chưa? Lên nào anh em nào, bây giờ thần y làm lợi sang nào. Vừa rồi nhiều anh em hỏi, tôi không thích làm lợi sang nữa. Đấy, thông số tôi có rất nhiều trong này, ngày xưa tôi thiếu gì thông số. Tôi sẽ in gửi hết tất cả anh em tham chiếu. Được chưa? Đấy, tôi sẽ in cho anh em, gửi cho anh em tận nhà tôi, nhiều nhiều công thức lắm. Cái thời mà thần y làm lợi sang, anh em biết phải bỏ tiền ra mua công thức đấy không? 50 triệu. Sau này nó phá giá còn 20 triệu, 10 triệu, 2 triệu, 1 triệu, 500 nó cũng bán công thức. Bởi vì khi nó bị báo rồi. Ngày xưa tôi bán công thức có thể là một người mua 10 triệu. Ngày xưa anh em có thể vào Facebook của tôi, ngày xưa tôi bảo thần y làm lợi sang. Thần y làm lợi sang. Tôi sẽ chỉ mọi người cách ngoáy cái lỗ mũi này, cách xử cái lỗ mũi kia. Mình sang phải hiểu hết về nó. Mình sang bây giờ anh em tháo ra, anh em xịt cái bét chín, bét phụ, ông sáo, vít lơ. Sang thừa tôi không chỉ nhá, anh em tự động mua cối về nhà đóng. Sang thừa tôi không chỉ, nó chảy về sang thừa tôi không chỉ. Còn để không bao giờ chảy sang thừa nữa, nó là chuyện nhỏ. Đấy, vấn đề là bây giờ tôi chỉ cho anh em cắt chọt, chia sẻ tôi vài nhóm nữa. Mẹ thần y làm lợi sang, mẹ Đình Tuấn phải kiếm gần nửa tỷ nếu mà nói về cái thời 2010 mấy. Bỏ, bây giờ nhiều anh em cảm thấy nhiều anh em bảo ở quê cần chọn, ok thì tôi sẽ cung cấp hết đồ cho anh em. Đây, tôi chẳng giấu gì anh em cả. Chơi thì vẫn chơi bài là tẩy luôn này. Tôi sẽ cung cấp cho anh em từ mũi khoan, từng cái bộ đồ nghề, đúng không? Phải quan trọng là cắt mài. Rồi anh em biết, chỉ cần mấy cây này mà tôi kiếm tới nửa tỷ Việt Nam là anh em biết rồi, đúng không? Nhưng tôi vẫn mua công nghệ của người ta tiếp, tôi thích. Bởi vì tiền để mua vài triệu công nghệ này với tôi nó chuyện nhỏ. Tôi xem người ta có cái uy lực, có cái gì hay ở trong cuộc chơi này. Nhưng tất cả nó gần như nhau cả, đúng không? Đây, tôi từng cái kim to, tôi chỉ cần này, tôi sẽ mài cái cây ba cạn ở trong này. Chúng ta phải thay đổi được cái bét phụ, bét chín và đồng thời vít lơ ở trong này khá là nhiều này. Si rút, si yếc này, thấy không? Đấy, tôi sẽ chỉ cho mọi người.
Để tôi cho nó báo chẳng hạn như vậy. Đây Sirius đấy à, cái này gọi là ống sáo nè, ống sáo dòng xe IA nè. Rồi đây sẽ gọi là cái ống sáo nè. Đấy, cái này gọi là bét 9 nè. Còn cái vít lơ, cái thông số nó sẽ nằm ở trên đầu này. Đây, cái vít lơ gọi là cái này. Và đây sẽ là cái vít lơ mà để anh em sử dụng cái tô vít dẹp. Đây sẽ gọi là vít lơ. Và nhiều anh em bảo hao xăng. Ở đây, đây, anh em bịt cộng đồng nè. Cho lỗ nó nhỏ lại. Và nhiều bây giờ thần y bảo với anh em là thay cái vít lơ này cho nó nhỏ lại. Tôi khỏi cần thay vít lơ này. Tôi muốn làm cho cái lỗ này to nhỏ, không cần cộng đồng, để thợ khác không biết được. Anh em biết không? Muốn cái lỗ vít lơ này to nhỏ tùy theo mình điều chỉnh, không cần phải thay, không cần phải nhét cộng đồng, nhìn nó thô. Đây, và nhét cộng đồng như này chạy ra cuối sẽ không bao giờ đạt. Và thay vít lơ làm cái gì? Để mấy ông bán vít lơ có tiền. Còn anh em thích thì anh em mua, còn tôi muốn to nhỏ tùy. Ok. Đó. Rồi. Và cái bét 9 này gọi là ống sáo. Xe nào để sử dụng bao nhiêu lỗ, nó có hết kích cỡ ở đây. Quan trọng tôi có muốn đưa ra cho các bạn chơi không. Đấy. Đó, ok, nó rất nhiều loại này. Đây nữa này. Đấy, nó rất nhiều. Và những cái dòng xe Yamaha cần đi cái gì, Honda cần đi cái gì, S-Quem cần xử lý cái gì, thì tôi sẽ demo cho tất cả những anh em nào đúng yêu mến của tôi nha. Đó. Những anh em nào đúng sống với tôi thật lòng sẽ có một cái nhóm group. Đúng không ạ? Tôi sẽ gửi tất cả đồ nghề cho anh em. Đó, tất cả tôi sẽ cung cấp cho anh em cách chơi những cái bình xăng này. Còn kiến thức tôi sẽ chỉ cho anh em 2 đêm free. Đồng ý bấm cái ok, anh em chỉ cần bỏ ra mỗi người 100.000 coi như chọn bình xăng dư khả năng. Chọn bình xăng phải lấy từ 2 đến 300.000 làm lợi xăng. Kể cả bình xăng Kenta, tôi sẽ nói cho anh em như thế này luôn. Tôi chẳng có nhiều ở đây đồ chơi ở đây. Tôi sẽ chết, sorry anh em. Thấy không? Tí nó đổ lụng tục hết. Đó này. Ok nha. Rồi, bình xăng thì mình không có nhiều, mình có khoảng một thùng nhớt. Nhưng ở đây tạm thời nó có một cái mâm này mình mô phẩm đi. Nếu nói về bình xăng này mình phải tính ra tất cả bằng cái thùng nhớt. Được chưa? Rồi, bình xăng này S-Quem. Rồi, đó S-Quem. Cái này của Novo. Được chưa? 123. Còn Novo tứ không có. Rồi, bình xăng này bình xăng 100. Đấy, của những dòng xe Honda. Đấy, bình xăng 100. Cần xử lý ống gió này bao nhiêu? Đúng không ạ? Cái này gọi là bét 9, cái này gọi là bít lơ, cái này gọi là bét phụ và đường gió phụ chạy vào như nào. Còn cái xăng thừa này tôi không chảy. À, anh em tự mua cối về nhà đóng hoặc là mang thợ xoáy. Còn vấn đề xăng tôi sẽ cho anh em ok luôn. Đấy, hoặc là những bình xăng này của Trung Quốc, hoặc là những bình xăng này của Kenta. Đúng không ạ? Công ty Thành Đạt Kenta ở nằm ở bên Bùng Binh, vòng xoay gì đấy, quận 10 gì đấy. Khi bình xăng này mới về nhà, kể cả mua giá hơn 200.000 hay 300.000 về nhà với lắp hao xăng, tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách chỉ cần xử lý nó như thế nào là vô bờ bến. Rồi, kể cả những bình xăng này heo, đúng không? Những bình xăng này đời đầu nè. Đấy. Xử lý làm sao? Đầu tiên bình xăng phải sạch, tôi sẽ chỉ lý anh em can thiệp gió chính, gió phụ. Đúng không ạ? Vít lơ, ống sáo và bét phụ, đồng ý bấm tôi số 1 hoàn toàn miễn phí. Chơi mặn vào anh em ơi. À, bình xăng con để anh em kiếm tiền. Tôi chỉ cần anh em chọt cho tôi nửa bình xăng, anh em làm ra một người đội trưởng, tặng tôi một cái bức hình chỉ cần đơn giản. Ví dụ cái gì đấy, ở đây tôi có ngựa hết rồi, thuyền tôi có hết rồi, anh em hiểu không? Rồi tất cả những cái này tôi có hết rồi. Tôi cần một cái dán như thế này chẳng hạn. Như này, ở đây tôi không phải là tham vọng, tôi dư khả năng mua cái tấm này. Tôi chính là nhóm làm lợi xăng 2022 đấy, tặng tay ga điện toán. Tôi chỉ thật sự. Còn bây giờ cái bức này tôi không phải nó phét, mua ngàn bức cũng được. Tôi thích đó thế thôi. Còn bây giờ cũng để bụi này anh em thấy không? Này, đấy, cái này bữa nào phải thuê người lau công. Đấy, này, anh em thấy không? Nhưng quan trọng ở đây, nó bụi thì mình phải lau cho nó sạch. Đấy, còn là thuận buồm và xuôi gió.
Anh em hiểu không? Đấy, củ ngu và quần hội có cái gì đâu, nó có hết. Nhưng tôi thích, đó là cái tình cảm anh em. Còn tôi có ngày hôm nay thì tôi phải cảm ơn anh em. Và anh em kiếm được miếng cơm thì anh em phải nhớ tới tôi. Có ai muốn làm lợi xăng thì ok, cho tôi khoảng vài ngày nữa để tôi dạy xong cái khóa học này cả đá. Khóa học này tôi còn phải dạy trong vòng khoảng 7 ngày nữa vì tôi mới kết thúc được. Hôm nay dạo này có anh em gọi điện thoại nhiều, bởi vì trong cái khóa dạy ấy, tôi không thể nào nghe được. Tôi sẽ giúp anh em lúc nào tôi giảng. Sau cái này tiếp tục nó sẽ là khóa học FI free cho anh em khoảng vài đêm, trong một cái nhóm chia sẻ ban bận phục sinh điện tử BGM FI, và trong cái nhóm group. Tất cả anh em liên hệ vào cái Facebook Tuấn Thành Đạt đó. Lưu cái tay ga Đình Tuấn thì nó quá nhiều rồi, nó quá đông ở trong đó rồi, 5,000 là bát mum rồi. Tuấn Thành Đạt, mọi người bảo Tuấn ơi ăn vô phụ tùng của chú cho vào cái nhóm. Ok, không có, mọi người nhớ tôi cái sim lưu vào 0909 75993, gọi tôi tiếng. Có nhiều anh em nhắn tin không thấy trả lời, thế là mọi người buồn. Mọi người tiếp chỉ 2,000 đồng để mọi người có tất cả kiến thức trong tương lai. Kế tiếp tôi dạy xong khóa học phu sinh điện tử FI này tại cửa hàng xong hoàn tất, tôi sẽ có một cái khóa cho anh em về trong nhóm group vài đêm về phu sinh điện tử. Kế tiếp tôi sẽ nghỉ vài đêm tiếp tục tới là thần y. Mọi người nào ok liên hệ vào trong Zalo để bắt đầu chúng ta còn biết đường để mà cung cấp cho anh em bộ đồ nghề, rồi kim yếc còn lung tung hết, thấy không? Nó rất đông đó. Thì anh em muốn chơi cái món này thì liên hệ đây, đặt hết vào đây cho Đình Tuấn, liên hệ vào ngay cái Zalo này để vào cái group làm lợi xăng. Có thể trong vòng khoảng thời gian ngắn đây sẽ làm cho anh em, sẽ cung cấp hết cho anh em những cái đồ chơi, được chưa? Công thức chia sẻ để về nhà anh em ngoáy bình xăng. Đấy, ok. Rồi, bây giờ bình xăng tạm thời bỏ qua đi, ủng hộ phụ tùng cái đá. Đó, để lấy cơm, lấy nước ăn. Trên tay Đình Tuấn còn cục IC của Lead 901 lắp chung với SCR. Anh em nào mua thì comment Zin Dead, thông số chuẩn. Thông số chuẩn. Rồi, tụ bơm có anh em nào ủng hộ. Quyết ơi, ngày mai ủng hộ ăn 3 cái ăn bao ship em trai ơi. Ngày mai anh ký hợp đồng mới. Cửu Hoàng ơi, ủng hộ em 3 cái tụ bơm 900.000, ngày mai em bao ship, em kiếm được khoảng vài chục. Quyết ơi, ủng hộ ăn 3 cái tụ bơm ăn bao ship, 2 cái anh không bao được ship, 2 cái anh kiếm được có mấy chục, tiền ship hết thì anh làm công không thì không được. Đấy, ủng hộ đây. Đấy, bộ bơm nước cho tất cả những dòng xe gọi là đề từ. Dù xe gì đấy, ủng hộ. Được chưa? Đấy. Còn cái món nồi thì anh em sẽ mua thì đương nhiên 3 bộ trở lên bao ship. Đấy, ok, ủng hộ. Máy. Rồi, nước tẩy rửa lốc. Nước tẩy rửa lốc bây nay có bao ship được không nhỏ? Thử tính toán coi nào. Mua 2 can bao ship. Rồi. Mua 2 can 10 lít bao ship, anh em về nhà gọi bạn bè chung quanh, mua 2 can này Đình Tuấn bao ship. 2 can này tương đương sẽ là 11,8 kg. Đây, mình sẽ bao ship. Đó. Ok, do nước tẩy này bán không có lời. Lít lời có khoảng 10,000, mà 5 lít lời có 50, mà tiền ship hết cha mất tiêu, hết 50 rồi thì toang. Rồi. Còn anh em nào ok ủng hộ 1 lít 1 về nhà tẩy rửa trắng hơn Ngọc Trinh thì ủng hộ tiếp. Đấy. Nước này trắng như rượu, không hại ra tay. Nếu anh em nào kỹ thì đeo cái bao tay cao su vào. Còn bị Tuấn đôi tay này không làm nghề, da nó mỏng nó vẫn không ăn. Còn anh em nào bạn bè rủ dê nhau, nếu làm xe liên tục ủng hộ 10 lít Đình Tuấn bao ship. Đúng không ạ? Nếu mà anh em tự tiền ship cái này, mà nếu ở trên Viettel hay gì can ship này đi tỉnh thì đương nhiên nó rơi vào 80.000, 2 chai rơi vào 160. Hôm nay mình mua 2 chai được bao ship. Bao ship. Ok. Rồi, tất cả liên hệ vào cái Zalo đi anh em, quý vị, quý khách hàng. Nước tẩy rửa bao trắng, trắng như cái chai này luôn. Đấy. Ok. Hiện tại mình đang có khoảng 50 lít. 1 can 5 lít, 10 can 50 lít. Và anh em nào muốn lẻ, hồi giờ chưa tin tưởng tay ga Đình Tuấn, sợ bị thuốc, không trắng, mua 1 lít thôi. Mà cam đoan không tẩy trắng, mình chuyển khoản cho anh em.
lead có 90.000. Mình trả luôn cho anh em 100.000 luôn, anh em cho mình số tài khoản nếu tẩy không trắng. Chơi đẹp chưa? À, nếu mua cái nước này về nhà, nếu anh em nào sợ hồi giờ không biết tay ga Đình Tuấn nó sống có thật hay không, mua một chai này tẩy không trắng như Đình Tuấn nói, đưa số tài khoản chuyển luôn cho 100.000 trả luôn, coi như chai này tặng dùng chơi. Còn nếu trắng thì ủng hộ tiếp, mua hai chai bao ship liên hệ. Còn anh em nào chưa tin tưởng ủng hộ hai chai 2 lít, còn anh em nào tin tưởng ủng hộ 2 can 10 lít. Demo anh em ơi, Zalo tiếp tục số này. Tuấn ơi, Tuấn ơi, Tuấn ơi, chú gửi cho anh 2 can. Ok. Tuấn ơi, Tuấn ơi, em ơi, em ơi, ủng hộ cho em 2 chai 2 lít. Tuấn ơi, Tuấn ơi, hồi giờ nghe Tuấn đã lâu nhưng chưa chắc Tuấn sống có tuẩn chuẩn hay là không, ủng hộ Tuấn 1 lít. Nếu mà không chẳng em nổ tài khoản 100.000 gửi anh chị hoặc là cái cạc. Ok. Zbo. Nguyễn Hoàng, em ủng hộ 2 bơm nước và 4 mô bịt sườn. Tất cả anh em yêu mến cho em vào một cái Zalo này cái, hay là lưu số điện thoại vào, tay ga thì Tuấn cần khi mà ban khó gọi trực tiếp cho nó luôn. Tuấn ơi, anh đang gặp cái ban này khó đó, gọi luôn số điện thoại. Mất 5.000 bạc đôi khi được tay ga Đình Tuấn hỗ trợ. Mà cái ban này khó quá thôi anh ơi, vào trong Zalo anh em mình kết bạn live time đi, gọi video đi. Tuyệt vời. Đấy, cuộc sống này nó phải cần làm như vậy. À, còn Đình Tuấn được ngày hôm nay, nhìn lên thì cũng chẳng bằng ai, mà nhìn xuống thì chưa chắc ai bằng mình. Với kỹ năng là một người bẩm sinh bơm hơi vá lốp, sửa xe máy, sửa xe đạp để đến được ngày hôm nay thì anh em phải biết rằng nó phải có tay nghề và ban bận sống là phải có kinh nghiệm vô cùng nhiều để đánh bại tất cả những con IC ban bận. Dù nó cố cứ như thế nào, nó khó như thế nào, chỉ cần lúc đấy mình ước gặp cái ban nào kinh khủng hơn để được chinh phục nó là cuộc đời này sướng. Còn những con xe này IC vào hay là CKB vào, nó chỉ là tít tắc trong hư vô. Được chưa? Đấy. Ok. Đi xe nào. Rồi, ủng hộ. Được không? Mua nước tẩy rửa cũng được vào trong cái nhóm online group. Đừng có hỏi, Tuấn ơi, mình mới quen bạn, mình mới mua được một chai nước tẩy 5 lít, mình có được vào group chia sẻ ban bận không Tuấn? Đừng ngại. Alo. 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 Chẳng nghe gì, gọi mà chẳng nghe cái gì hết. An Phát, mấy nay ăn bận quá không được nghe chú live stream. Dạ em cũng bận quá, em chưa ship hàng được cho anh An Phát. An Phát ơi, nếu ở đó làm động cơ ủng hộ em 2 chai thì em bao ship tới tận giường cho anh. Dạ. Bình thường nếu ngày xưa ship Viettel hay cái gì 2 chai này hơn 100.000, bữa nay em bao ship cho anh tới tận nhà. Đúng không ạ? Đó. Ok. Tuyệt vời không? Trời ơi, đêm nay ok nhiều thế, thả tim quá trời luôn. Đúng là nhiều anh em tốt, đúng, sống là phải biết trước biết sau. À, sống luôn luôn phải có người yêu thương. Và làm sao để được người ta yêu thương thì phải sống cho nó tốt. Người ta yêu mình rồi thì mình đừng bao giờ bỏ người ta ở giữa đường. Cái cuộc đời này chúng ta phải cần là gì? Đi hết cuộc đời. Khi chúng ta còn ngấm cái nghề dầu nhớt thì chúng ta phải đi hết cuộc đời. Nhưng nhiều anh em cảm thấy mới đi chút xíu chúng ta đã bỏ cuộc, chúng ta sai nha. Từ từ chúng ta sẽ thấm và hiểu, sẽ hiểu về tay ga Đình Tuấn nhiều hơn. Cảm ơn quý vị. An Phát ủng hộ 3 bộ bơm nước em bao ship ngay. À, 1 bộ em kiếm cho 20, 3 bộ kiếm 60, em bao ship hết 30, em còn được 30. Em cảm ơn ngày mai em có bữa sáng ăn no để em hoạt động. Đó là em cảm ơn An Phát cho em vào cái Massager 3 bộ bơm nước. Em không có nhiều trong tay, em chỉ về lô hàng này khoảng được 30 bộ. Đây, chẳng nói giấu gì mọi người. Đây, 30 bộ. Đấy.
Một hàng sẽ là tương tương 2, 3, 5 và 13 hàng. Sẽ là 30 bộ ở dưới này vẫn còn. Đấy, thấy không? Đấy, thì anh em nào yêu quý thì yêu mến ủng hộ cho em 3 bộ em bao ship. Đúng không ạ? Mọi người ủng hộ Đình Tuấn thì Đình Tuấn sẽ có tô phở. Sẽ có tô phở, sẽ có ly cà phê uống để cảm thấy có cái sức khỏe, đúng không ạ? Ấm no cái bụng. Vậy tiếp tục chúng ta sẽ có một cái giọng để chúng ta cùng nhau live stream. Đấy. Rồi buji chân dài chân ngắn bao anh em có chở. Đúng không ạ? Anh em nào cần thì ủng hộ, nó phải là loại 1 nha, đừng hết đát nha. Buji này thị trường có rất nhiều denso, nhưng tí nó quan trọng là giả. À, đây. Buji ngắn bao anh em xài lửa là phải tốt, anh em nào cần ủng hộ. Đúng không ạ? 2-3 hộp. Đó, 2-3 hộp. Mua 3 hộp trở lên bao ship. Mua 3 hộp trở lên bao ship. Thôi 2 hộp luôn cũng bao ship đi cho nó đẹp. Hai hộp thì mất tiền ship hết 30.000, chắc cũng kiếm được vài chục nghìn. À, Buji Denso. À, bao mọi người chất lượng, hàng còn đắt bảo hành. Buji này có rất nhiều loại Buji hàng giả, nhưng Đình Tuấn bán giả thì không chơi được, cứ giả bán trả lại Đình Tuấn. Mọi người ủng hộ Buji chân dài chân ngắn Denso loại ok thì mọi người ủng hộ hai hộp bao ship vào cái tháng 8 này luôn. Cái gì bao được là bao, không bao được là không bao. Ví dụ kiếm được 70.000 tiền ship 30, còn kiếm được 40, 10 người sẽ có 400, 100 người sẽ có 4 triệu, 1.000 người sẽ có 40 triệu. Ok, cứ như vậy, cấp 4 cứ nhân lên. Trong cuộc chơi luôn luôn phải như vậy. Rồi anh em nào yêu quý thì ủng hộ tay ga Đình Tuấn. Sông sâu 10 thước dễ đâu con người, một thước không đo nổi lòng người. Ăn là nhất. Em cảm ơn anh Truyền Nguyễn. Nguyễn Truyền đấy. Anh Cửu Hoàng, anh cho em vào cái Zalo. Em 3 bộ sư phụ vào Zalo, thêm mấy cục IC. Ok đấy, cảm ơn anh Phát và anh Hoàng Cửu đã ủng hộ em hôm nay. Anh Hoàng Hải chưa ủng hộ, và anh Nguyễn Hoàng đã ủng hộ em 2 tủ bấm nước 4 mua 1 sườn. Cảm ơn ba anh trai ủng hộ. Đấy, đây Nguyễn Hoàng nè. Rồi anh An Phát, anh Hoàng Cổ ha. Rồi, ok. Rồi có anh em nào ủng hộ nữa không? Thì truy cập vào cái Zalo để em chụp lại màn hình luôn cũng vậy. Rồi ở đây hình như buổi tối nay có 3 người ủng hộ em thì phải nhờ. Chưa có ai ủng hộ. Thì 3 người thì ủng hộ em, ngày mai em sẽ có 100.000, gia đình em được tô phở ấm no. Ôi, cảm ơn. Còn anh em nào yêu quý truy cập em cái Zalo 0909 hoặc là lưu lại, đúng không ạ? Tay ga Đình Tuấn. À, mọi người hiểu không? Đấy. Cho cái quạt trên kia bé ơi. Cho một tí quạt trên kia, nó hơi bị nóng. Mọi người nhìn này, cái cuộc live stream kiếm đồng tiền này, mọi người nhìn thấy không? Đấy, tuy có quạt không dám mở, nó vã hết mồ hôi này. Đấy, nước mắt, nước mũi nó chảy ra hết, mọi người thấy không? Nóng cực kỳ. Rồi bây giờ xin phép mọi người là bật cái quạt tí. Nóng quá, chịu không nổi, có quạt nước không dám bật. Bởi vì sao? Sợ nó rè cái micro. Nói sợ có tiếng gió vào, nó bay hết, mọi người không nghe, đúng không? Thank you, cho xin chúc gió 500 ngàn. Đấy, ok, anh Tuấn Thảo ủng hộ cái gì đấy. Rồi. Rồi bây giờ cũng là 22:38, Đình Tuấn không làm phiền cả nhà nữa. Chúc tất cả gia đình mình ngủ ngon. Ngày mai có một sức khỏe lành mạnh để ngày mai chúng ta tiếp tục về nghĩ về kiếm tiền. Đây, Đình Tuấn xin chào mọi người. Hẹn gặp mọi người trong những clip video kế tiếp vào đêm mai. Tất cả anh em nào yêu quý gì thì comment ủng hộ. Nồi này mua 5 bộ bao ship bố ba càng sử dụng với chuông zin. 5 bộ bố ba càng này sử dụng với chuông zin là bao ship luôn. Tất cả bây giờ ví dụ 5 bộ là 500, anh em sẽ nhận được hàng, anh em chỉ có trả 500.000 thôi, không có bất kỳ một cái cước gì nữa. Ngày mai mình sẽ ký hợp đồng, hy vọng rằng 7:30 mai mình sẽ ký hợp đồng thành công và tốt đẹp với bên giao hàng nào đó. Đấy, mọi người chúc cho Đình Tuấn ngày mai ký hợp đồng thành công để chúng ta có một gói cước cực kỳ là ưu đãi đi. Tiếp tục free ship lấy 5 bộ trở lên nhá quý vị. Đây này, đắng họng này. Đây. Cái tiền này thì cậu này cậu bảo có hơn 20 bộ bố ba càng. Đấy, cho anh em nói hơn 20 bộ. Hơn 20 bộ nhân cho 40.000 thì anh em sẽ biết rằng nó sẽ có bao nhiêu tiền, nhưng tiền ship tới đây 300.000. Đây. Đấy, hơn 20 ký nó tính hơn 300.000 tiền ship của Đình Tuấn. Mọi người thấy ăn cái gì nữa? Nhưng 20 ký đây, nếu Đình Tuấn ký được hợp đồng ship cho anh em thì tiền ship nó mất có 100.000. Nhưng ở đây mất 300.000, nó gấp 3 lần, mọi người thấy không? Chết không? Mất 200.000. Tự nhiên anh em mình 200.000 kiếm ngày phê chứ. Nhưng thật sự ở đây
anh em không biết ship kiểu gì tới đây mình phải nhận. Đấy, lúc nãy nhân lên 28 bộ nhân với giá 40.000. Đây mình sẽ nhân cho mọi người này, 28 bộ mình chưa đếm. Ở đây là mình tin tưởng nhau, mình không có thời gian để mình đếm. Chưa kể ở đây có cái càng nào xít mẻ là lúc này mình toang, mình sẽ nhân lên cho mọi người luôn. Đây. Mà lúc nãy là tính mình 1.411.000. Đấy, mình nhớ rất kỹ, 28 nhân 40 nó sẽ ra là 1.120.000. Rồi, mà bây giờ nó thu của mình là 1.400.000, mọi người biết không? Gần 300.000, cái kia là 1.411.000, cho là 1.420.000 đi, thì lúc này mất tiền cước 300.000. Nhưng thật sự mình gửi cái này chỉ mất 100.000, mất 200.000. Đấy, cắn răng chịu đựng, ngày mai còn thuốc tẩy, tẩy veo mồm. Đấy, thuốc tẩy. Đấy, ngâm vào, trà, tẩy còn lòi phòm. Đấy, mới bán cho anh em được. Rồi, thank you anh em đã theo dõi cái clip video này. Anh Trung Nguyên ủng hộ 4 hộp buji 2 dài 2 ngắn. Ok, em chụp màn hình, anh truy cập vào cái Zalo giùm em cái. Nguyễn Trung. Đấy, trong cuộc chơi nó rất vất vả, kiếm tiền không phải là dễ. Anh Nguyễn Truyền, anh truy cập em cái Zalo này cái, em cảm ơn anh nhiều nhá. Ok, rồi, thank you. Bye bye. Offline. Rồi, Tuấn xin phép.